Xin chào các bác, chào mừng các bạn đến với shop bên câu Nhật bãi của em. Chúc các ngày mới thật là tốt lành. Mấy hôm vừa rồi em nghỉ thì nhà lại có việc có nhá. Nhà sinh vợ em sinh em bé, sinh nên là bận mấy hôm. Thì hôm nay về được một ít hàng thì lên clip cho bác nhá. Để các bác xem clip của em ngày hôm nay, ưng được cái nào ủng hộ cho em nhé. Đầu tiên em sẽ vào chỉ cần số 1 nhá. Hôm nay thì sẽ có vài chiếc cán vợt để cho bác chơi. Mã số 1 các bác này. Đây sẽ làm chiếc cán vợt của hãng Pro Mariner nhá. Đây sẽ là chiếc cán vợt dài là 6,3 m. 6,3 m thì thông số chuẩn của cái cán vợt này sẽ là 6,3 m trừ đi 50 phân của cái mặt vợt thì sẽ là còn 5,8 m thôi nhá. Cán vợt này sẽ là cán vợt mới chưa sử dụng. Đấy, một chiếc cán vợt dài để cho bác chơi. Đấy, Pro Mariner giá con này mới như là 1 triệu 6 triệu 7 một cây ấy, mới tinh có bao là giá bên Nhật. Còn về em thì giá 6 mét thì là 600 ngàn có nhé. Đây mã số 1. Một chiếc cần dài 6 mét 3 của hãng Pro Miner, dây yếc đầy đủ 600 ngàn mã số 1 này. Mã 2. Ở mã 2 sẽ làm chiếc cán vợt của hãng Shimano nhé. Bản này sẽ là bản Protect. Nó thế nào nhỉ? Chiếc cán vợt này sẽ làm chiếc cán vợt khá là VIP. Nhưng mà nó cũ rồi. Con này sẽ có chế độ zoom ở gốc nhé. Zoom được khoảng tầm 40 phân nữa. À, zoom gốc. Đây sẽ là chiếc cán vợt của hãng Shimano sản xuất tại Nhật và bản này sẽ là bản Protect nhé. Ở chiếc cần ISO hôm vừa rồi có một chiếc cần phôi Protect cực kỳ ngon luôn, phôi không nó hơn 1 triệu. Con này thì rất là nhẹ các nhé. Đấy. Cần nói chung là Protect thì nó cảm giác nó nhẹ, nó thanh kinh khủng luôn. Đấy, cán vợt này thì cái lóng ở bên ngoài là do vận chuyển nó tì và nó khước xước khá nhiều nhá. Nói chung là nhìn xước rất là xước luôn. Nhưng bên trong thì lại đẹp quá nhá. Bên trong thì lại còn khá đẹp. Đây mình rõ bên trong này thì còn rất là bóng này. Đấy, một chiếc cán vợt của hãng Protect. À, dòng Protect hãng Shimano. Sản xuất tại Nhật. Dài là 5 mét, trừ đi 50 phân là còn 4 mét rưỡi nhá. Hơi tiếc nó mới thì ngon. Mới con này khoảng tầm 1 triệu bạc đấy. Nhưng con này hơi cũ nhá. Lấy các bác giá hợp lý luôn này. À quên, cân nặng và cán vợt em không đo nhé, cán vợt thì bình quân nó phải nặng tầm 4 nặng 5 nặng, riêng cán vợt này nặng có 3 nặng rưỡi thôi nhé. Protect còn này các bác là 650k, ngoại hình hơi xước có nhé, bên trong đẹp. Còn này đúng cái này mà long lanh đẹp thì nó khoảng tầm 1 triệu hoặc trên. Xong mã số 3, hôm nay có 3 cán vợt thôi nhé. 3 cán vợt thì một chiếc cần cán vợt của Pro Pioneer này, một hãng của Shimano, còn hãng thứ ba này sẽ là của Daiwa nhé. Đây sẽ làm cán vợt dài 5,4 m, nhưng con này độ cứng là cứng 60, con này cứng hơn hai con kia. Đấy, phôi bên trong đó nhá, phôi bên trong sẽ là phủ sơn màu xám. Bản này sẽ là bản cán vợt của dòng cần nhé, có mấy cái bản cần này cũng có cần logo kiểu này nhé, 5,4 m. Cứng 60, sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Đấy, hôm nay lấy các bác giá mềm luôn 600k mã số 3. Đấy, hôm nay có 3 chiếc cán vợt thôi chứ không có nhiều. Cán vợt hôm nay thì toàn hàng cũng ít gặp đấy. Rồi, xong mã số 4. Số 4 sẽ làm chiếc cần dây trong của hãng Suzumi. Ở đây sẽ là chiếc cần dây trong 2 khúc có nhá. Cần này là cần mới chưa sử dụng, một chiếc cần dây trong của hãng Suzumi, dài 2,4 m, cứng 50. Lõi sứ dẫn cước xem là lõi sứ xích có nhá, đầu bu lõi sứ xích luôn. Bao đựng vào hộp mới chưa sử dụng. À, chưa sử dụng quá nhá. Đây, một chiếc cán vợt giá hiện tại giờ đang là 1,6 triệu 1,7 triệu một cây thôi nhá, giá đang là giá cũ, giá được giật giảm ấy. Thông số này dài 2,4 m này, hai khúc này, thu gọn là 126 cm, nặng 185 g, ngọn 2 ly, gốc 2,2 ấy. Một chiếc cán vợt có hộp có bao cho bác nhá, 500 ngàn, 2,4 m, cứng 50 của hãng Suzumi, sản xuất tại em xem là sản xuất ở đâu. Suzumi này thường thường giờ đang ở Hàn Quốc nhiều nhé. Ok,
mã số 4 nhé, đây là Hàn Quốc. Mã số 5, mã số 5 và mã số 6 là hai chiếc cần sút của dòng Suzumi nữa, con này cũng được sản xuất tại Hàn Quốc nhé. Đấy, đây là chiếc cần của hãng Suzumi. Con này thì cái giá ở đây nó ghi 3-4 tầng giá, mỗi lần giảm một chút. Giá cuối con này đang bán ở Nhật là đang có giá là hơn 1 triệu một chút. Giá con này giảm 3 lần giá, giảm từ 7 sen xuống 6 sen xuống 5 sen thấp nhất. Ở đây sẽ làm chiếc cần sút của hãng Suzumi, sản xuất tại Hàn Quốc. Ở bản sút đầy ba thường, không phải đầy ba gập nhá, cần mới tinh chưa sử dụng. Đấy. Độ cứng con này nó khoảng tầm 23 để cho bác đánh đầu cần nhé. 39 mới tinh chưa sử dụng luôn. Ở cần này thì nó đang ghi độ cứng là 20 nhưng mà em cảm nhận dòng này nó khá là cứng nhé. Đấy, nói chung là cứ 20 cũng được, 20-23 gì đấy. Một chiếc cần của hãng Suzumi mới tinh chưa sử dụng. Giá mới ở đây giá lần 1 là sẽ là 7.800 nhé, rồi tầm 1,5 triệu. Dài 39, 4 khúc, lặng 100, thu gọn 110 sen, lặng là 380 gram, ngọn 2.5 ly, gốc là 23.5. Đấy, mới quá nhá, 39, còn nguyên bao nguyên hộp luôn. 800k mã số 5, qua êm nhá. Đấy, dòng này khay ngày xưa nguyên cần không là 800, giờ cả cần cả đây là cái giá còn 5.4 này, cái giá trên này 5.3. Mã số 6, 800.000, đấy, số 6 nhá. Trong số 7 sẽ chuyển sang cần sút. Hôm nay về cho bác được một cần BX nhá. Đây sẽ làm chiếc cần spin 4m05 cứng BX. Hôm trước thì có bán một cây là 7.650k. Con trước đẹp, con ngày hôm nay thì xước không nhá, xước nên sẽ được giảm giá. Con hôm trước thì đẹp gần như là 99% rồi, con hôm nay thì chỉ được khoảng tầm 90% thôi nhá. Em sẽ soi và sẽ giảm giá với bác. Con này sẽ làm chiếc cần của Spin Power, một dòng cần gần như là đắt nhất nhì hiện tại rồi nhé. 4m05 cứng B, tương đương cứng BX, tương đương cứng 33 của dòng cần số. Còn dòng này nó ghi là cái hiệu chữ nhá, gọi là BX, còn cần Daiwa sẽ là 33. Bát sẽ là bát titan nhá. Chân bát thì người đã dùng mà có một chút dạn ở mạng keo nhá. Còn cái này thì bác câu thì không được hỏng được, chỉ là hơi nhìn hơi gần đi thôi. Đấy, dàn khuyên thì ok này, khuyên là Fuji chân trắng lại xuất xích, khuyên thì không lỗi gì đâu nhé. Phôi lóng thứ hai thì có xước nhẹ nhé, để các bác nhìn thấy vết là có vết cái vân hai da nhé, kéo ra kéo vào nhiều nó hơi mòn một chút sơn, nó có cảm giác nhìn cái lộ vân đây. Trên này cũng thế nhé, cái vết này là vết kiểu vết bẩn nhé, nó cọ nhiều nó hơi xước một chút, với cả nó hơi bám bẩn. Đấy, vết này thì không phải là vết xước nhiều mà là vết bẩn đâu. Sang lóng thứ ba là sẽ có xước nhé, lóng thứ ba là sẽ có vài vết bị chóc sơn. Ở chóc sơn này có thể là vết xước, phải bằng rõ lại cái vết xước nhé. Phôi không ảnh hưởng đến phôi, chỉ hơi xước sơn thôi. Đấy, xước sơn. Một dọc này sẽ bị khoảng tầm một gang tay hơi bị xước một xíu nhé, đấy mỗi thế thôi. Lên lóng ngọn này thì không xước gì, chỉ là có một chút vài vết mòn của câu nhiều. Đấy, cần thì rất là ok đâu nhé, định bị lóng, định bị khuyên. Đầy đủ. Cái chân khuyên của cái lóng lại hơi kém xíu nhá, nó hơi bị lứt mềm tí này. Đấy. Thì con này sẽ làm chiếc cần để bán cho bác giá mềm. 7.700.000 một con. Đẹp hơn khoảng đến 8 triệu một con nhé. Một chiếc động. Đây. Cái này là cái dây luồn của chiếc cần này, nó rơi ra. Đấy, mã này mã số 7 nhá, cân nặng cho bác này. gam, ngọn là 3.09 ly, giá con này hôm nay đấy các bác là 5.200k. Đấy, giảm đi gần 2 triệu cái này nhé, xước hơi nhiều. Đấy, giá cực kỳ đẹp luôn, con BX của Spin. Tiếp theo là con thứ 8 này sẽ làm chiếc cần nội địa dòng ProSuit 3 khúc của hãng Shimano, sản xuất tại Nhật. Con này ngoại hình cực kỳ đẹp các nhá. Con này là đít, nó có lỗ trọng nó này.
gen là bằng đồng. Ui xời, quá đẹp quá nhá, đủ trọng cực kỳ nặng luôn. Để cho các bác chơi. Đây sẽ làm chiếc cần dài 4m05 cứng DX của hãng Prosuit, hãng Simlo. Dòng Prosuit. Ngoại hình con này đẹp 98%, 98%, cực kỳ đẹp quá nhá. Con này thì rất là đẹp. Để cho bác đánh đầu cần hoặc là đánh tầm trung, con này các bác đánh xa khoảng tầm 50m đổ về là đánh được nhá. DX 3 khúc thì gần bằng CX của dòng Root. Vân hai da toàn thân, khoen là khoen Fuji loại xứ xích. Khoen chết không phải khoen gập nhá, khoen này đời mới hơn dòng khoen gập. Đấy. Cực kỳ đẹp nhá, ngoại hình quá long lanh luôn, một chiếc cần Prosuit. Prosuit mà D dòng Root thì con này nó sẽ khoảng tầm 3,2 triệu một cây. Dòng ba khúc này sẽ đắt hơn nhá, cân nặng cho bác này. Cân nặng này em cân cả đối trọng nhá, em có tách cả đối trọng luôn để cho bác cân đối. Lặng cả đối trọng sẽ là 500 gram tròn. Cái đối trọng này nó sẽ nặng khoảng tầm trên 100 gram. Đối trọng là 150 gram thì con này sẽ nặng là 350 gram thôi nhá, không đối trọng có 350 gram thôi. Quá nhẹ. Mã này là mã số 8. Nặng 350 gram, đối trọng 150 gram thì 500 gram, ngọn là 2.8 ly. Con này nó là 4.300.000. Đây, dòng 3 khúc của Prosuit của Aien nhá, một chiếc cần giá khá đẹp. Tiếp theo sang một chiếc cần mã số 9. Mã số 9 sẽ làm chiếc cần 3 khúc nữa, con này sẽ là của Suit Leader. Ở Suit Leader với cả Prosuit thì hai con nó gần như là như nhau, một con 9 một con 10. Chất lượng thì gần như là tương đương, nhưng mà dòng Suit Leader sẽ xuất tại Indo nhá, còn con Prosuit này sẽ xuất tại Nhật. Đấy là khác nhau ở hai cái điểm này. Ở con này sẽ là 4m05 cứng C. Đấy. Ở con này thì nó có một cái ưu điểm và nhược điểm như sau. Ưu điểm là cái chủ sở hữu này nó đã tăng cái bát của cái bát này lên, nó thành bát titan rồi nhá. Cái bát này bát cực kỳ VIP và chỉ cần cực kỳ VIP mới có nhá, bát gold dòng bát titan. Đây là lợi thế nhá. Còn cái nhược điểm này, của con này ấy, là cái chân keo của cái dòng này là đã được chủ sở hữu người ta sơn lại ở những cái mấu đầu sơn như này, mấu chân keo này của chân, cái tất cả dòng chân đều có sơn lại rồi nhá. Cái phần này là người ta đã gia cường lại các nhá. Có nghĩa như nào nhỉ? Cái cần bình thường như này ok, nhưng mà người ta đã tăng thêm một lớp chỉ đệm ở nót ở phần chân của cái khuyên. Đấy, kể cả khuyên trên ngọn này cũng vậy nhá, người ta đã làm lại rồi đấy bạn. Đây này, người ta tăng một lớp chỉ bên trong, xong người ta mới đặt cái khuyên này lên, bắt đầu người ta mới quấn chỉ, gọi là tăng lớp lên để cái chân khuyên này nó không chạm vào cái thành của cái cần ấy, tránh bị dập hoặc là bị gì đấy, bị xước. Đấy, các bác thấy không? Tất cả các đầu cần, đầu khuyên này đều có tăng một lớp gia cường lên rồi các nhá. Đấy. Nó thì nó tốt hơn nhưng mà nhiều người sẽ không thích zin. Đấy, như cái bản thân con này vậy nhá, đã tăng một lớp chỉ con này, tăng lên, xong bắt đầu nó đặt khuyên lên lớp chỉ, bắt đầu mới phủ keo vào. Đấy, phủ keo thì khá là đẹp, nhưng mà có làm chiếc cần đã được làm lại cái chân khuyên. Đấy. 4m05 CX có nhá, cân nặng cho bác này. Ngọn con này sẽ là 2.93 ly các nhá, ngọn khá to. Con này bình thường thì C nó sẽ khoảng tầm 5,8 triệu, gần 6 triệu một cây bản đẹp. Con này thì đang làm lại một chút chân khuyên rồi nhá. Em sẽ lấy cái này các bác là 5.100.000 thôi. Đấy, giá cũng khá là ổn để cho bác chơi nhá. CX. Còn CX con này mà rút thì đã là khoảng 3.8 triệu rồi. Đắt hơn 1 triệu lên 3 khúc, rất ok nhá. Tiếp theo sang con số 10. Số 10 sẽ làm chiếc cần gọi là Suit Leader bản Ngọc Bích, cũng được sản xuất tại Indo nhá. 4m25 cứng DX. Con này thì gần đây không săn được. Con này giờ đang hot hơn con màu trắng một chút. Đấy, nó cũng đắt hơn màu trắng một chút xíu thôi. Ngoại hình con này còn rất đẹp nhá, vân hai da màu xanh. Con này bên trong bụng nó hơi có cát bẩn một chút xíu, con cần rất là đẹp. Khoen bát Fuji các nhá, cực kỳ long manh luôn. Con này ngoại hình còn tầm 97-98%, nói chung còn rất đẹp. 4m25 cứng D,
Con này lúc trước thì em bán là 3 triệu rưỡi một cây, hôm nay vẫn vậy, hôm nay vẫn vậy, nhưng hôm nay sẽ lấy cho bác giá mày hơn chút xíu cho đi cho nhanh. Đợt này cũng khá bận, vợ sinh hơi bận xíu. Lạng là 370 g, gọi là 2.5 ly, giá là 3.400.000, mã số 10. Đấy, hôm nay thì có tương đây cần 2-3 cần này đẹp thôi, còn đợt dưới này nó là bình thường hết nhá. Ok, sang tiếp theo là cái mã thứ 11. 11 sẽ làm chiếc cần mắm tôm D. Ở đây sẽ làm chiếc cần 4m25 cứng DX của hãng Shimano, sản xuất tại Nhật, dòng gọi là dòng mắm tôm. Đấy, bát và khuyên là khuyên Fuji, định vị khuyên. Đấy, con này ngoại hình còn rất đẹp quá nhá, còn rất là đẹp. Gốc thì đã được chủ sở hữu người ta câu bạt rồi, thế nên là cái gốc này có xước gốc quá nhá. Đây cái phần gốc rước có nhìn rõ này, có vài vết xước này. Đấy, tổng thể rất đẹp, nhưng mà xước khi chúng ta câu đặt vào trong ống này, cái đây là cái chân bát này dựng lên, cá nó kéo gió thổi nó sẽ giật về cái đường dây cước ấy, cái bụng nó sẽ xước nhá, cái bụng này thì lại không. Đấy, mặt này rất là đẹp, mặc định dòng này dòng vậy, cứ xước là xước cái phần đế ba này, đế ba gập ở đâu thì xước ở đấy. Đấy, còn rất đẹp quá nhá, 4m25 dx, cân nặng 400 g, 2.37 ly. Mã này là mã thứ 11 à. 2.600.000 nhá. Đấy, DX của dòng này thì 2.6, còn C thì 3.3, 3.4, còn B thì hơn 4 triệu. Con này là mã thứ 12. 12 sẽ làm chiếc cần lỗi nhẹ các nhá. Đây sẽ làm chiếc cần của Tewin Power. Ở dòng này thì ra mấy cái dòng mắm tôm này nó cũng tựa tựa nhau này, cũng thuộc dòng đời tầm cổ thôi chứ không phải đời mới. Con này sẽ làm chiếc cần gần như là mới thôi nhé, gần như là mới tuyệt đối, nhưng mà có một chút lỗi nhỏ thì con này sẽ bán cho bác để cho bác về các bác chơi nhá, bác chế thêm. Dài 4m25 cứng EX, các bác nhìn cái phần chỉ của cái bát này đẹp tuyệt đối luôn nhá. Con này thì vân hai da thì khỏi chê rồi, con này gần như là đẹp mới tinh luôn nhá, nhưng mà nó có chút nhược điểm, con này chắc là do thời gian dài không sử dụng cái khuyên của dòng khuyên đen này, hay bị lứt. Cái khuyên đen này là khuyên cổ nhé, còn khuyên đấy mới là nó là khuyên trắng, khuyên trắng ra mới giờ gần như là không nứt, chưa gặp chiếc cần nào lứt khuyên trắng cả, nhưng mà khuyên đen thì có. Một chiếc cần EX nhé. Đấy, con này bị hỏng đế ba các nhá, đế ba này coi như em cứ giảm cho bác là 5 lít để cho bác về bác thay cái đế ba đấy nhá. Còn bình thường đế ba này 5 lít thì với em hơi đắt, tại nhiều chiếc cần nó dư đề ba ra ấy, cũng chẳng thèm rút ra. 4m25 EX, EX thì nó khoảng tầm 2.7 triệu một cây, bản Tewin. Con này rút đi cái đề ba thì lấy các bác là 2.2 triệu cái này đấy nhá, quá đẹp nhá, nặng là 390 g, 2.44 ly, mới gần như tuyệt đối các nhá, 2.200.000 ấy, một chiếc cần Tewin. Rồi sang tiếp cận 12, 12 là dòng LFT, cái bản acid này gần đây này bắt đầu cháy hàng rồi nhá, rất là hiếm luôn. Hôm nay săn cho bác được một cây là dài 3,6 m, độ cứng ở đây sẽ là cứng 20, chuẩn thông số của cần lục. Đấy. Dòng này sẽ là dòng acid, dòng acid đỏ, vân là vân hai da, con này ngoại hình còn rất là đẹp, vân hai da lên tận trên ngọn, dàn khuyên đen không lỗi gì, đầu bu là được nâng cấp lên đầu bu xích nhá, còn đầu bu con này sẽ là đầu bu thường. Đấy, nâng cấp đầu bu đen xích quá ok luôn. Vân hai da, ngoại hình đẹp, 36 cứng 20, cân nặng 230 g, 2.08 ni, con này lấy các bác là 1.800.000 nhá. Đấy, một chiếc cần acid đỏ. Rồi chuyển sang cần ISO và có vài chiếc cần dây trong và ít cần lua nhá. Mã 13. 13 sẽ làm chiếc cần của hãng Shimano, được sản xuất tại Nhật, mới tinh chưa sử dụng, dài 2m7 cứng 80. Một chiếc cần được trang bị khuyên là khuyên hai chân này, khuyên cước hai lỗ coi nhá. Đầu bu và cần là loại sứ xám. Độ cứng cực kỳ cao để cho bác câu. Cái dòng này giá mới khá đắt các nhá, giá mới này toàn 4-5 triệu một cây đấy. Cái bản bát vặn kiểu này này rất là đẹp các nhá, mới tinh chưa dùng, dài 2m7 cứng 80.
Đấy, lắp chụp đầy đủ, mới chưa sử dụng. Cân nặng cho bác này 280 g, 334 ly, mới chưa sử dụng các nhá. Đấy, một chiếc Simlo sản xuất tại Nhật 600 k. Đấy, nó quá mới luôn ạ, chưa sử dụng thế nào luôn. Sang mã 14 này, 14 sẽ làm chiếc cần được sản xuất tại Nhật đấy nhá. Con này với con kia thì hai con là cùng dòng cùng đời nhưng chỉ khác nhau thông số nhá. Con này sẽ là 3 m cứng 50, con này sẽ là 2 m 7 cứng 80. Dòng này để cho bác đánh răng xê. Đấy, bát đây nhá, bát đời cao, lắp chụp đẹp. Đấy, zin chưa sử dụng thế nào luôn, 250 g. Mọi con này thì là 3 ly nhé, hai con này thì đều 600 ngàn một cây, nó cần mới quá nhé, chưa sử dụng. Mã 14. Đấy, sang mã 15. 15 sẽ là một chiếc cần của hãng Ruby. Con này sẽ là một chiếc cần của hãng Mamiya, dòng này là dòng Mamiya Olympic, một công nghệ của Nhật được bán sang China. Đấy, con này sẽ được trang bị thông số là cần lăng xê nhá, dài là 3 m 6, cứng là cứng 50, chất liệu là carbon, sản xuất tại Chila, xuất Nhật. Bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji khuyên đen. Đầu bù nó siêu xích các nhá, zin nguyên bản 100%. Một chiếc cần cho bác đánh lăng xê Mamiya, cân nặng 320 g, 225 ly, gọi là 2.25 ly, giá con này là 700 ngàn nhé. Mã số 15. Mã số 16 này, 16 sẽ làm chiếc cần của Si nhé. Con này sẽ là bản Si sản xuất tại Indonesia, nhưng bản này sẽ là bản Ola Plus có vân hai da của lõi T. Con này sẽ là chiếc cần Si duy nhất có vân hai da như này các nhé. Đấy, con này thì cần gọi là cần siêu nhẹ rồi, thông số cũng tương đối đẹp để cho bác chơi 4.5 đột 1, nhẹ thì các bác khỏi nghĩ luôn, 128 g, quá nhẹ luôn nhá. Con này mà hạ hết đi các bác gửi rô thì đỉnh có chóp, bởi vì nó quá nhẹ, cần càng nhẹ thì câu rô càng nhỏ càng sướng. Ngọn con này sẽ khoảng 1 ly, đúng 1 ly tròn, 4.5 m, một chiếc cần của Simlo sản xuất tại Indo. Con này hôm nay bác là 800 k thôi nhá. Đấy, giá đẹp luôn. Sang cây số 17. 17 sẽ là một chiếc cần của hãng Daiwa. Dòng này sẽ được sản xuất tại Nhật nhá, Made in Japan. Dài 5.3 đột 1. Được trang bị bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji. Đấy, con này sẽ được trang bị là vân hai da, hai lóng gốc. Ba lóng trên cùng sẽ là carbon xoắn vòng. Ngoại hình con này còn rất đẹp quá nhá. Hai chiếc cân ISO này thì mới gần như là tuyệt đối thôi, rất là đẹp và mới luôn. Mã 19 này sẽ là 5.3 đột 1, cân nặng cho bác này 190 g, ngọn 1.38, mà lấy cái này bác là 650 k này. Như con này đột 1 thôi, nó không to. Đấy, mã 17 sang mã 18 có nhé. 18 sẽ làm chiếc cần của hãng Simolo nữa. Con này thì chất liệu carbon là Hypowick, dài 4.5 m, đột 1.5, sản xuất tại Singapore. Đấy, Hypowick thì sẽ được trang bị vân là vân hai da nhá. Ok, đã hiểu vấn đề. Con này sẽ làm chiếc cần lỗi. Đấy, chiếc cần lấy nhiều khi xem ảnh nó không rõ, lấy về bị lỗi này. Con này sẽ lỗi như sau. Cái lóng thứ hai bị gãy cơ nhá. Người ta lối cái đoạn gốc đít của đầu cần với cả đoạn đầu cần của trên ngọn cần lóng thứ hai dính vào nhau, thành một chiếc cần bây giờ chắc chỉ khoảng tầm đứt từng đây đi thì mất khoảng tầm 60 phân, 60 phân, 4.5 rồi còn khoảng tầm 3.7 đến 3.9. Đấy, con này bình thường thì nó khoảng tầm 700 ngàn một cây, 4.5 mà đoạn 1.5. Nhưng con này hôm nay đang lỗi quá nhá. Lỗi rồi thì bán cho bác phôi về cho bác có thể hạ tay. Cứ thế này bác hạ tay câu chứ không vấn đề gì cả. Vì đoạn nối này rất là đẹp nhá. Đây này. Đấy, con này thì em không đo nhá, các bác là 300 ngàn thôi. Cần lỗi thì vào việc luôn, báo giá cho bác luôn để bác chơi. 300 ngàn thì hạn nhưng cần tại rất là ok nhá. Sau mã 19 nữa này.
ở 19 sẽ làm chiếc cần dài 54 đợt số 2 của dòng Shimano. Bản này là bản cần dịu nhé, thuộc dòng cần dịu dịu nhưng rất là nhẹ, một chiếc cần của hãng Shimano sản xuất ở Nhật, chất liệu carbon 2 Pro X, vân vân hay da dày. Đấy, 2 Pro X thì nó có 2-3 bản vân, vân to vân nhỏ, những bản này vân sẽ khép nhỏ hơn nhé, cái clip gấp của nó này nó sẽ khít lại, còn những bản khác nó sẽ giãn ra một chút xíu. Đấy, bản này thì hơi khít nhé. Đấy, vân hay da cực kỳ đẹp, con này thì bán phôi lắm nhé. Ở con này thì nó đang bị là bị lai khuyên, sinh ra là cái bộ khuyên này coi như em không tính, chỉ bán bác bộ phôi thôi. Đấy, về cho bác có thể bác hạ tay câu chép dịch vụ con này, ngọn long phụng nhá. Đấy, vân hai da lên gần trên ngọn, ngọn trên cùng thì là carbon xoắn vòng và là ngọn long phụng bị lai khuyên. 54.2 để cho bác về các bác cũng hạ tay, nặng 190 gram, ngọn là 0.87 ly, giá này là 900.000. Đấy, mã số 19, phôi đẹp hàng hiếm nhá. Sang mã thứ 20 giờ đi thì sẽ có vài chiếc cần lua giá rẻ cho bác. Đây sẽ làm chiếc cần lua máy ngang của hãng Ruby. Đấy, Ruby này sẽ là bản Ruby sản xuất tại Nhật nhá, bản này sẽ là bản hơi cổ một xíu, được trang bị dàn khoen là khoen gold loại xứ xích ở Ruby cổ nhá. Bát máy ngang cực kỳ chắc chắn, cái bát này thì nó thuộc dòng bát đời khá cao nhá, giống dòng bát của dòng Mega Bát. Đấy, bát này sẽ là khớp theo với cả tay cầm của mình. Đấy, tay nó khớp đây này, nó sẽ ngón tay nó sẽ khép lại. Đấy, nói chung là thiết kế theo cái lòng bàn tay của mình. Khoen là khoen gold nhá, loại sứ xích. Một chiếc cần dài là 56 535 6318 1m68 size ML. Đấy, tải mồi từ 1/4 3/4 Z. 3/4 là rơi vào 7428 7321 rồi, tầm 21 gram thôi nhá, đổ về. Đấy, một chiếc cần lua cân nặng 129 gram, ngọn là 1.9 ly, còn này các bác là 600.000, mã 20. Đấy, giá quá đẹp có nhá. 21 sẽ làm chiếc cần của bản Chila xuất Nhật nhá, bản này sẽ là chiếc cần của hãng Izumi, một chiếc cần của đây con này Chuoti Izumi nhá, sản xuất tại Chila xuất Nhật, chất liệu carbon là graphite, dòng carbon siêu nhẹ siêu lẩy. Con này có chiều dài là 1 mét, dài là 2 mét, size là size UL. UL như con này UL là UL cứng, tải mồi từ 31 gram cơ, size này thì phải size L mới đúng. Ở đây nó ghi là 66 ULL đó nhá, nó sẽ tương đương size UL là size N, gọi là ULL nhưng nó sẽ là L, chủ yếu N nhiều, còn tải UL cũng được, các bác đánh mồi thấp thấp vẫn tải được nhá, 3 gram vẫn chơi được. Bát Fuji, khoen Fuji. Đấy, bát đời cao nhá, đít là sẽ bằng kim loại đối trọng. Đấy, độ lẩy tốt, cân nặng cho bác này 80 gram, 1.4 ly, con này 600.000 nhá, con này sẽ là khoen bát Fuji. Đấy, 21. Sang 22 thì rẻ hẳn này, các bác nào thích đánh cần rẻ hơn đánh con 22. 22 sẽ làm chiếc cần của hãng Rock Brave 1m83. Đây sẽ là một chiếc cần Zig. À đâu, một chiếc cần Lumix, được trang bị bát hãng, khoen hãng. À, một chiếc cần Lumix nhá, dài là 1m83. Tải mắc mồi là 5 gram, con này cực kỳ lẩy các nhá, con này lua cũng được. Mà lua thì cái khuyên con này nó sẽ hơi dày, thì các bác lua nó sẽ hơi bị bí khuyên một chút xíu, vì dây nó ra bị chạm vào khuyên nhiều nó sẽ giảm cái tốc độ bay, thì sẽ kéo hơn chút xíu. Lua trong địa hình nhỏ thì thoải mái, độ lẩy cực cao nhá, tải mồi 5 gram lận, cân nặng quá này 77 gram, 143 ly, con này lấy bác là 450k mà chưa cần 22. Mà 23 sẽ làm chiếc cần của hãng Pro Mariner nhá. Pro Mariner sẽ làm hãng của Chila chuyên xuất Nhật. Đây các bác này, nó có dòng chữ của Pro Miner này. Đấy, tên đây sẽ là có dòng chữ Nhật, dòng xuất nhá. Tất cả cần của em đây về thì tất cả các cần, kể cả cần xấu, cần rẻ, cần đặt đều nhập trực tiếp ở bên Nhật về đó nhá.
Ở đây sẽ làm trước cần có chiều dài là 76, 73, 1, 63, 18 là rơi 2 mét 28, gần 2 mét 3. Con này sẽ làm trước cần tải mồi từ 0.5 đến 7 gram nhé. Từ cước từ 2 đến 5 NB. Đấy, một chiếc cần để cho bác lua dòng UL nhé. Đấy, khuyên dày, cân nặng cho bác này. 130 gram. Ngọn là 1 ly, giá này là 450k luôn nhé. 23. Mã 24 này. 24 sẽ làm chiếc cần của hãng Izumi tiếp nhé. Con này sẽ làm chiếc cần lua. Size này nó ghi là 21, size cũng là size L. Dòng khuyên này sẽ là khuyên dày các nhé. Dòng này thì phôi sẽ khá là bền. Dòng này thì phôi rất là bền, khoen bát đều Fuji hết các nhé. Cần sẽ rất là thanh và lẩy, dòng này thì nó là dòng tầm trung. Đấy, bát Fuji, khoen Fuji các nhé. Đấy, cân nặng cho bác này. 130g. Ngọn 1.45 ly. Dài là 2m1. Tải mồi từ 0.8 đến 4g. Cước từ 25 lb. Đấy, con này các bác là 500. Ok, 24 xong rồi này. Sẽ lên cho bác thêm 3 chiếc cần sút. Ở đây sẽ làm chiếc cần sút của Shimano nhá, bản AeroCast đầy đầu. 25. Con này thì thông số ở đây là người chủ sở hữu người ta đã quấn thun cái ống thun nhiệt vào nhá, nó che đi cái thông số rồi, em cũng chả đọc được nó là dài bao nhiêu. Cần này sẽ làm chiếc cần AeroCast được sản xuất tại Nhật, bản đời đầu. Cần con này sẽ rất là cứng nha, em sẽ đo cho bác cái độ cứng trước, còn chiều dài thì em sẽ áng cho bác sau. Con này độ cứng theo cần cổ sẽ khoảng tầm 30, nhưng mà bây giờ thì khoảng tầm 27 thôi nhá. Ngọn to, con này được trang bị dàn khuyên là khuyên cổ nhá. Ở đầu bu cũng là đầu bu cổ, nhưng mà đầu bu là đầu bu xích. Đấy, ngọn rất to. Zin 100% của AeroCast nhá. À quên, zin thì không hẳn, cái đầu bu thay rồi. Đấy, dài khoảng 4m2. Đít là sẽ có đúc trọng bằng gỗ. Con này lúc trước là giá hơn 1 triệu một cây, gần đây thì giá mềm hơn nhé. Với cả con này nó đang bị người ta bo thu nhiệt và không nhìn được thông số nhé. Độ cứng khoảng tầm 27, dài 4m2, cân nặng 500g. Độ cứng tốt để cho bác đánh ba tiêu. Ngọn 3 ly. Đấy, con này các bác là 600.000 thế này. Cực kỳ ngon nhá, AeroCast bản bản Nhật này thì không nghĩ rồi, sang mã 26 này. 26 với cả 25 thì giống nhau nhá. Nhưng mà 26 lại bị lỗi một chút là một cái khuyên này này. Lứt nhá. Đấy, phôi thì như nhau, độ cứng như nhau. Dài như nhau, ngoại hình như nhau. Lấy bác 500. Bớt 100.000 cái khuyên. Đấy, chiều dài độ cứng như nhau. Sang con cuối cùng là mã thứ 27. 27 sẽ làm chiếc cần Daiwa thuộc dòng ở đây nó ghi là Pro Swing, một chiếc cần dài 39 cứng 20 của Daiwa, cũng đối trọng bằng gỗ nhá. Ốc vít khóa luôn, muốn tháo là phải lấy vít tháo ra nhé. Dòng cổ carbon là carbon gold, bát là bát Fuji tem vàng, khoen là khoen Fuji. Khoen này là khoen cổ này, những cái khoen trắng này là khoen line này. Còn ba khuyên, bốn khuyên kia sẽ là khuyên zin của nó. Phôi sẽ là carbon, con này dòng carbon nó có gân nó nổi lên chút xíu này. Zin, phôi zin, phụ kiện zin, một cái khuyên bị thay nhá. Con này hôm nay nếu các bác mới chỉ cần sút giá tầm trung, các bác giá mềm nặng là 480g, ngọn 2.4 ly, lấy các bác là 500.000. Đấy, hôm nay thì lên cho bác là tổng cộng 27 cây. Đấy, các bác xem mà ưng được cái nào thì báo cho em nhá. Hẹn các bác vào clip tiếp theo. Bye bye.